Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. 196. Vĩnh Lạc đế. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Diệu cùng Tạ Cảnh Hành tiến cung yết kiến Vĩnh Lạc đế. Đây là lần đầu ra mắt, nàng phải mặc triều phục theo cấp bậc thân vương phi. Khi Tạ Cảnh Hành xuất hiện, Thẩm Diệu không khỏi sững sờ triều phục của đại lương và minh tề khác nhau rõ rệt nếu minh tề thiên về sự tinh xảo mỹ lệ thì đại lương lại mang khí độ uy nghi tạ cảnh hành mặc áo theo kỳ lân tử kim đầu đội quan mũ thắt đai mã não trông vô cùng khí vũ hiên ngang khác hẳn vẻ ngoài bất cần đời thường ngày toát lên một phong thái không thể tiếp cận cùng dùng bữa sáng xong họ lên xe tiến về hoàng cung Thẩm Diệu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái vì chuyện đêm qua, nhưng tạ cảnh hành dường như rất hài lòng với dáng vẻ ấy của nàng, còn cố ý nhắc đến, trong lời nói đầy vẻ ác liệt. Thẩm Diệu nghĩ, người này quả thật sau khi đến Đại Lương càng thêm không kiên rẻ. Tuy trong lòng có chút trầm trọng vì lần đầu gặp Vĩnh Lạc Đế, nhưng nhờ những lời chọc cười của tạ cảnh hành, nàng cũng nhẹ nhõm phần nào. Duệ thân vương phủ cách Hoàng Cung không xa, có lẽ là do Tạ Cảnh Hành cố ý. Khi tới cửa cung, hộ vệ thấy Tạ Cảnh Hành liền trực tiếp cho vào. Kinh Chập và Cốc Vũ theo sau Thẩm Diệu, cẩn thận từng ly từng tí, không dám thở mạnh, lo làm gì sai sẽ gây phiền phức cho nàng. Hoàng cung Đại Lương, cung nữ và thái giám đều cúi đầu làm việc, nhưng Thẩm Diệu vẫn cảm giác được những ánh mắt tò mò lạc trên người mình. Lần đầu tiên tới Đại Lương Hoàng cung mọi người còn chưa rõ tạ cảnh hành lấy ai làm thê tử dân chúng khoan dung nhưng quan lại thì không như vậy thêm vào đó thân phận của tạ cảnh hành rất mẫn cảm danh hiệu duệ vương phi hẳn là nhiều người muốn có mỗi cử chỉ của nàng không chỉ đại diện cho thân phận duệ vương phi mà còn đại diện cho phong độ của thẩm gia minh tề nghĩ vậy thẩm diệu không tự chủ được mà đứng thẳng lưng hơn hình dung đoan trang hơn giống như tự giác bày ra dáng vẻ của một đời hoàng hậu trước đây tạ cảnh hành chú ý thấy hành động này của nàng cười nhẹ ghé tai nói nhỏ không cần căng thẳng như vậy ngươi làm vậy còn hơn cả hoàng hậu nữa thẩm diệu lườm hắn một cái giờ không phải lúc để đùa cợt trong cung có nhiều tai mắt có lẽ cũng có người của vĩnh lạc đế tạ cảnh hành nếu bị phát hiện có thái độ như vậy sẽ không tốt cho nàng có khi lại bị gán cho danh hiệu hồng nhan họa thủy dù sao kiếp trước nàng làm hoàng hậu chưa từng là họa quốc yêu nữ đang nghĩ ngợi tạ cảnh hành bất ngờ nắm chặt tay nàng thẩm diệu theo bản năng muốn rút tay lại bị người nhìn thấy bị người nhìn thấy thì sao tạ cảnh hành không thích bản vương cùng vương phi nắm tay còn phải được người khác đồng ý sao thẩm diệu còn muốn nói gì đó nhưng đã tới một thiên điện ngoài cửa đứng thẳng một thái giám mập mạp nhìn thấy họ thái giám liền nói thân vương điện hạ mạnh khỏe bệ hạ cùng nương nương đã chờ đợi đã lâu nhưng không hành lễ với thẩm diệu đặng công công đây là ái thê của bản vương tạ cảnh hành khăng khăng không bỏ qua đẩy thẩm diệu ra phía trước nói ngươi làm sao không hành lễ thẩm diệu trong lòng lường tạ cảnh hành đặng công công hiển nhiên là nhận lệnh từ chủ tử mới không hành lễ chủ tử này ngoài vĩnh lạc đế còn ai đã là ý của vĩnh lạc đế tạ cảnh hành không chỉ không theo còn cố ý nhảy ra không ngờ hôm nay lại tới cãi nhau đặng công công cười không đổi sắc nói nguyên là vương phi nương nương nô tài có mắt không chồng mời vương phi nương nương thứ lỗi thẩm diệu cười ôn hòa không ngại tạ cảnh hành quét mắt nhìn đặng công công nói được rồi hoàng huynh đối với ta không hài lòng còn muốn ta tới làm chi? Lại chọn môi nở nụ cười, nếu không phải vương phi khuyên ta, ai muốn tới nhìn hắn? Đặng Công Công và Thẩm Diệu đều sững sờ. Thẩm Diệu kéo kéo tay áo hắn, tạ cảnh hành nói, sợ cái gì? Ta dự thân vương phủ đương gia chủ mẫu, còn không đáng sợ người, đừng sợ, ai bắt nạt ngươi, phu quân sẽ làm chủ. Tiếng nói của hắn không che giấu dù là đặng công công phản ứng nhanh nhẹn cũng không nhịn được lộ ra vẻ lúng túng, bên trong cung điện đột nhiên truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Đặng công công giật mình, nói, kính xin thân vương điện hạ cùng vương phi nương nương cùng với nô tài đi vào. Thẩm diệu bị tạ cảnh hành kéo đi. Trên đường đi, nàng cúi đầu không dám ngẩng lên, đây là lần đầu ít kiến thiên nhan, cần phải giữ lễ tiết. Thẩm diệu biết vĩnh lạc đế không thích nàng, nên không muốn sai sót, phải làm kín kẽ không một lỗ hỏng. Nàng chỉ nhìn thấy sàn đá cẩm thạch điêu khắc vân văn và thảm lông dê mềm mại. Thần đệ tham kiến Hoàng Huynh. Tạ cảnh hành lười biếng nói, thậm chí chỉ là một động tác hư nhược giả vờ. Tạ cảnh hành làm càn như vậy, thẩm diệu không dám. Nàng khom lưng hành lễ, nói, thần phụ tham kiến bệ hạ. Người chính là thẩm diệu. Một lát sau, một giọng uy nghiêm, trầm thấp vang lên, ngẩng đầu lên. Thẩm Diệu ngẩng đầu. Trên cao, một nam tử tuổi ngoài 30, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, rất giống Tạ Cảnh Hành. Nhưng nếu Tạ Cảnh Hành có ngũ quan nhu hòa, biểu hiện sắc bén, kết hợp hài hòa giữa khuôn mặt đẹp và khí chất anh khí, thì người trước mặt nàng lại không có sự nhu hòa đó, càng thêm vẻ cương trực. Ánh mắt hắn thâm thúy, xem người như muốn nhìn thấu đáy lòng hai huynh đệ tuy có nét giống đều tao nhã quý khí nhưng khí chất thì hoàn toàn đối lập tạ cảnh hành như một công tử bất cần đời con người này nhìn là biết nghiêm khắc và khôn khéo không ngừng yêu cầu cao với bản thân và người khác thẩm diệu không khỏi kinh ngạc không ngờ rằng thiên cổ minh quân vĩnh lạc đế lại trẻ tuổi và tuấn tú đến vậy hình ảnh trong tưởng tượng của nàng là một vị vua già với mái tóc bạc trắng hoàn toàn khác xa thực tế trong lúc Thẩm Diệu đang quan sát Vĩnh Lạc Đế, ông cũng đang quan sát nàng. Ánh mắt Vĩnh Lạc Đế sắc bén, mang theo uy thế ép người, gương mặt lạnh lùng như thể sắp bùng nổ. Nếu là một cô nương bình thường bị ánh mắt này chiếu đến, chắc chắn sẽ bị dọa khóc. Nhưng Thẩm Diệu không giống những cô nương khác, nàng đã từng đối diện với phó tu nghi, một người còn lạnh lùng và đáng sợ hơn nhiều. Thấy nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong mắt vĩnh lạc đế lóe lên chút tán thưởng trong đại điện tiếng nói lười biếng của tạ cảnh hành vang lên hoàng huynh nhìn đủ chưa nhìn nữa thần đệ sẽ không thoải mái thẩm diệu không khỏi ngạc nhiên nàng đã đoán rằng tạ cảnh hành và vĩnh lạc đế có mối quan hệ khá đặc biệt thậm chí gần gũi hơn những hoàng tử minh tề nhưng không ngờ rằng tạ cảnh hành lại dám nói chuyện với vĩnh lạc đế như vậy và vĩnh lạc đế cũng không tức giận hoàng gia vốn nhiều quy củ, tình cảm huynh đệ như người thường là điều khó có thể. Huynh đệ không tương tàn đã là xa xỉ, huống chi tạ cảnh hành đã sống nhiều năm ở Minh Tề. Mối quan hệ giữa hắn và Vĩnh Lạc Đế thật sự giống như huynh đệ bình thường sống cùng nhau từ thuở nhỏ. Cảnh hành, ngươi nói như vậy, bản cung cũng phải tức giận, một giọng nói dịu dàng vang lên. Thẩm Diệu nhìn về phía Vĩnh Lạc Đế, thấy một người phụ nữ ngồi bên cạnh ông, nghĩ rằng đây chắc chắn là Hiển Đức hoàng hậu, hoàng hậu của Đại Lương. Hiển Đức hoàng hậu trông trẻ hơn Vĩnh Lạc đế, mặc chiều phục màu xanh dương viền vàng, cột rộng đai lưng. Trang phục mộc mạc thanh giản, nhưng bản thân nàng vô cùng đoan trang, tỏ rõ xuất thân từ gia đình giàu có và có giáo dưỡng. Nàng ngồi bên cạnh Vĩnh Lạc đế, cười nhìn Tạ Cảnh Hành. Thẩm Diệu nhớ lại lời Tạ Cảnh Hành từng tán thưởng Hiển Đức hoàng hậu có rất ít người được tạ cảnh hành khen ngợi, nên thẩm diệu cũng cảm thấy thiện cảm với nàng, vì hiền đức hoàng hậu toát lên sự tao nhã và thong dong khiến thẩm diệu cảm thấy tự thẹn không bằng. Cảnh hành thê tử, minh tề thẩm gia tiểu thư, hiển đức hoàng hậu cười ôn nhu, gật đầu với thẩm diệu, bản cung luôn hiếu kỳ về cô nương có thể khiến cảnh hành thu tâm. Bây giờ gặp mặt, bản cung mới hiểu, ánh mắt của cảnh hành không tệ. Thẩm diệu vội vàng khiêm tốn. Hiền Đức Hoàng hậu vừa nói xong, Vĩnh Lạc Đế liền tỏ vẻ bất mãn. Ông liếc Hiền Đức Hoàng hậu, giọng nói trầm nghiêm, Minh Tề và Đại Lương quy củ không giống nhau. Nếu đã gả vào Đại Lương, thì phải tuân thủ quy củ của Đại Lương. Hoàng Huynh, tạ cảnh hành ngắt lời, quy củ để thần đệ dạy nàng. Nếu thần đệ không dạy nổi, Hoàng Huynh cũng không cần lo, Duệ thân vương phủ có thần đệ quản lý, Hoàng Huynh nên tập trung vào chuyện của mình thì hơn. Tạ Cảnh Hành che chở thầm rượu như vậy, lại không cho Vĩnh Lạc Đế chút mặt mũi nào, khiến Vĩnh Lạc Đế cuối cùng cũng nổi giận. Ngươi che chở tức phụ của ngươi đến mức chậm nói một câu cũng không được. Ngươi có muốn chậm giao luôn vị trí này cho ngươi không? Quên đi, Tạ Cảnh Hành thản nhiên khoát tay, vị trí này Hoàng huynh cứ giữ lấy mà ngồi, thần đệ không có hứng thú. Chỉ là thần đệ không dễ gì mới cưới được một cô nương, Hoàng huynh lại muốn nhúng tay, nếu tức phụ bỏ chạy, Thần đệ biết làm sao? Đành chịu khổ cả đời à?" Thẩm Diệu nghe vậy mà kinh ngạc. Nếu Tạ Cảnh Hành là huynh đệ của Phó Tu Nghi, nói chuyện như vậy chắc chắn đã chết từ lâu. Vĩnh Lạc Đế đứng dậy, liếc nhìn Thẩm Diệu một cái, ánh mắt mang đầy uy hiếp, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Đi được nửa đường, thấy Tạ Cảnh Hành vẫn đứng bên cạnh Thẩm Diệu, không có ý theo, ông tức giận quát, "Cút lại đây!" Tạ Cảnh Hành bất đắc dĩ nói với Hiển Đức Hoàng hậu: Hoàng Tẩu kiều kiều giao cho ngươi. Rồi quay sang Thẩm Diệu, xong việc ta sẽ trở lại. Chờ Tạ Cảnh Hành và Vĩnh Lạc Đế rời đi, Hiển Đức Hoàng hậu mới cười khẽ, đứng dậy đi đến bên Thẩm Diệu. Trong phòng một ngạt quá, ngươi chưa từng tới Đại Lương Hoàng cung, bản cung sẽ dẫn ngươi đi dạo. Thẩm Diệu vội đáp lại: Hiển Đức Hoàng hậu vô cùng tốt, không có cái giá của một hoàng hậu hai người đi dạo trong ngự hoa viên, Hiền Đức Hoàng hậu hỏi Thẩm Diệu về cảm giác khi đến lũng nghiệp. Lời nói của nàng như một người chị gái thân mật, khiến Thẩm Diệu cảm thấy rất dễ chịu. Cảnh hành từ khi trở lại lũng nghiệp, bản cung chưa từng thấy hắn đối xử tốt với cô nương nào. Bản cung từng nghĩ hắn sẽ không thích ai, không ngờ cuối cùng lại lấy thê tử ở minh tề. Dù bất ngờ, nhưng lòng bản cung rất an ủi, nếu không, bản cung thật sự lo lắng hắn cả đời không tìm được cô nương nào, một thân một mình. Thẩm diệu nghe vậy, cười nói, thân vương làm sao có thể một thân một mình. Tại Minh Tề, Niên Thiếu đã có rất nhiều cô nương ái mộ, sao có thể một thân một mình. Hiền Đức Hoàng hậu lắc đầu cười, vậy ngươi từng thấy hắn đối xử tốt với ai chưa? Thẩm diệu ngẩn ra. Hiền Đức Hoàng hậu tiếp tục, cảnh hành và hoàng thượng khác biệt nhưng thực ra hai huynh đệ họ rất giống nhau hoàng thượng bề ngoài lạnh lùng tính tình cũng lạnh cảnh hành trông ôn nhu dễ nói chuyện nhưng tính tình cũng lạnh hắn hiểu rõ thân phận đặc thù của mình không nên mơ tưởng tới những thứ không nên có nàng nhìn thầm rượu cười cảnh hành chắc đã nói với ngươi bí mật của hắn nên điều này không phải bí mật nữa một đứa bé nhỏ như vậy từ nhỏ đã phải giấu mình mà sống che giấu thân phận Tình cảm cũng như vậy. Tự kiềm chế từ từ rèn luyện ra, trái tim cũng dần cứng rắn. Điều này tốt cho hoàng gia, nhưng không tốt cho chính hắn. Bản cung luôn nghĩ, nếu cảnh hành cũng như hoàng thượng thì đời này thật thiệt thòi. May mà hắn có số phận tốt hơn, gặp được ngươi. Nghe Hiền đức hoàng hậu nói, Thẩm Diệu có chút do dự. Hiền đức hoàng hậu khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, không giống như thường tại Thanh cố ý lấy lòng mà là sự nhuận vật tế vô thanh vô tức khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nàng sống rất chân thực, không giống một nữ nhân trong hậu cung. Nhưng lời hiền đức hoàng hậu nói rằng tạ cảnh hành có số phận tốt hơn vĩnh lạc đế là có ý gì? Điều này quá khó trả lời. Thẩm Diệu chỉ có thể yên lặng lắng nghe, không dám nói gì. Bệ hạ rất quan tâm đến cảnh hành. Hiền đức hoàng hậu nói tiếp, ngài hy vọng cảnh hành có thể sống thoải mái nhưng cũng không muốn hắn bị cuộc sống thư nhàn làm thay đổi bản chất. Bệ hạ rất đau khổ, nếu vì vậy mà làm tổn thương ngươi, ngươi đừng trách ngài." Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, "Bệ hạ làm gì, thần phụ không có tư cách trách cứ." Chỉ là, nàng nhìn về phía Hiển Đức hoàng hậu, hoàng hậu nương nương có phải muốn nói gì với thần phụ? Hiển Đức hoàng hậu cười thở dài, "Lần đầu tiên gặp ngươi, bản cung đã cảm thấy trên người ngươi có nét quen thuộc." Ngươi là cô nương thông minh, nhưng người thông minh dễ dàng nhìn nhận sự việc một cách chết chóc, nếu không tự mình gỡ rối, khúc mắc sẽ mãi không giải được. Thẩm diệu hơi nhíu mày, nàng mơ hồ cảm thấy trong lời nói của hiền đức hoàng hậu có ẩn ý. Bệ hạ rất coi trọng cảnh hành, chuyện cảnh hành cưới vợ tuy bệ hạ đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Cảnh hành có thể chống lại quyết định của bệ hạ, nhưng ngươi thì không, ngươi là cô nương minh tề, Tại đại lương có rất nhiều hạn chế. Bản cung thích ngươi, nhưng bản cung cũng là thê tử của bệ hạ, không thể thay đổi quyết định của ngài, chỉ hy vọng ngươi có thể thoải mái chút. Thẩm Diệu hỏi, bệ hạ muốn làm gì sao? Hiền Đức hoàng hậu vừa định nói, đột nhiên phía sau truyền đến giọng nữ quyến rũ, "Tỷ tỷ hôm nay thật hăng hái, cũng ra dạo chơi ngự hoa viên." Thẩm Diệu cùng Hiền Đức hoàng hậu quay đầu lại, thấy Từ Hành Lang nhỏ trong hoa viên một nữ tử cung trang dẫn theo vài cung nhân đi tới. Nữ tử này mặc trang phục thịnh xuân, trang điểm diễm lệ, trang phục đỏ rực theo phượng kim tuyến, đầu đội mã não ngọc hoa ngân. Đối mặt với hiền đức hoàng hậu, nàng chào hỏi nhưng có vẻ hững hờ, tựa như không để hiền đức hoàng hậu vào mắt. À, hóa ra là tĩnh phi muội muội. Hiền đức hoàng hậu đáp lời một cách thờ ơ. Thẩm diệu suy nghĩ, tĩnh phi này chỉ chừng 20 tuổi, có thể xưng tụng là phi, hoặc là gia thế hiển hách, hoặc là được sủng ái. Tuy nhiên, so với hiển đức hoàng hậu, tĩnh phi này ngoài trẻ đẹp hơn chút, khí chất thua kém nhiều. Thẩm diệu không thấy điểm gì đáng để vĩnh lạc đế yêu ái. Tĩnh phi mới chú ý đến thẩm diệu, hỏi, vị này mặt mũi xa lạ, là phu nhân nhà ai? Thẩm diệu đã làm phụ nhân trang phục, trải đầu phụ nhân, tuy mặt nộn nhưng không bị nhầm là tiểu thư chưa xuất giá vị này là duệ thân vương phu nhân, duệ thân vương phi. Hiền đức hoàng hậu nói đơn giản, không muốn giới thiệu nhiều. Nghe vậy, tĩnh phi biểu hiện thay đổi. Nàng kinh ngạc kêu duệ vương phi, rồi từ trên xuống dưới quan sát thẩm diệu. Ánh mắt nàng vô lễ, như đang đánh giá đồ vật. Sau khi xem xong, nàng hừ một tiếng qua mũi, nói chua chát, trước kia tưởng là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, mới khiến duệ thân vương cưới từ xa, giờ nhìn. Có lẽ mắt ta không tốt, không thấy được điểm gì đặc biệt. Thẩm diệu không hiểu mình có liên quan gì đến vị này, chỉ im lặng không đáp. Hiền đức hoàng hậu sắc mặt lạnh xuống, nói, tĩnh phi, khó có ai khiến ngươi thấy đặc biệt. Thẩm diệu hơi kinh ngạc, hiền đức hoàng hậu dám vì nàng mà đối đầu với tĩnh phi. Tĩnh phi nhìn thẩm diệu, cười khanh khách, tỉ tỉ cùng duệ thân vương phi tình cảm tốt, cùng dạo chơi vườn không biết tỷ tỷ có phải nói gì lặng lẽ với duệ thân vương phi dù sao nàng mới tới có nhiều chuyện không biết thẩm diệu nhìn tĩnh phi tĩnh phi cười duyên tứ muội của ta còn hỏi khi nào duệ vương điện hạ trở về muốn học từ khúc nhờ điện hạ chỉ điểm hiền đức hoàng hậu tức giận tĩnh phi thẩm diệu hiểu ra giờ nàng mới biết tại sao tĩnh phi nhắm vào nàng hóa ra là vì chuyện này Tạ cảnh hành ở Minh Tề đã chiêu mộ nhiều cô nương yêu thích, đến Đại Lương với thân phận Duệ Vương, càng thêm đông đảo oanh yến. Nàng vừa tới, đã bị ghi hận. Tĩnh Phi nhìn thầm diệu, nói, Duệ Vương Phi rảnh rỗi, mời tứ muội ta tới chơi, nàng thích kết giao bạn tốt, nhiều tỷ muội cũng tốt. Nhiều tỷ muội, thầm diệu cười lạnh trong lòng. Hậu viện nhiều tỷ muội thì có. Thẩm Diệu nhìn chiếc nhẫn ngọc trắng tạ cảnh hành tặng, rồi cười nói, e rằng không được. Tĩnh phi và hiển đức hoàng hậu đều sững sờ, không ngờ thẩm diệu nói vậy. Điện hạ giao hết mọi việc cho ta quản lý, từ tài chính, vũ giả, thị vệ đến bái thiếp đều bận rộn, không có thời gian tiếp khách. Thẩm diệu cười ôn hòa, như có áy náy, thần phụ mới tới, điện hạ tín nhiệm, không dám phụ lòng. Nếu tứ tiểu thư thích, có thể tìm điện hạ, thần phụ không có thời gian. Những lời thẩm diệu nói khiến tĩnh phi á khẩu không trả lời được, trong lòng nàng nổi lên một đám lừa giận. Thẩm diệu nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng lại tinh tế khoe khoang. Xem, duệ thân vương yêu thương nàng đến mức giao toàn bộ công việc trong phủ cho nàng quản lý. Điều này tự nhiên là bởi vì trong phủ chỉ có một nữ chủ tử, nhưng nếu không phải được sủng ái, thì sao lại giao cho nàng quản lý hết mọi việc từ cửa hàng, nước chảy, vú già đến thị vệ. Thực tế, thẩm diệu ngầm khoe khoang rằng nàng có địa vị cao trong phủ, gần như quản lý cả duệ vương. Thẩm diệu không chỉ bận rộn với chính sự, mà còn ngầm trách tĩnh phi tứ muội cả ngày không có việc gì làm, chạy đến phủ người khác gây phiền phức, chẳng phải là quá không hiền thục sao. Hiền đức hoàng hậu khóe miệng hơi nhếch lên, còn tĩnh phi tức giận đến mức mặt mày tái xanh. Thẩm diệu vốn không muốn gây xung đột, đặc biệt là khi mới đến nơi này nhưng tĩnh phi đã chọc giận nàng, nếu không mạnh mẽ đáp trả, sau này ai cũng có thể trả đạp nàng. Tận dụng thiên thời địa lợi, còn có tạ cảnh hành làm chỗ dựa, nếu nàng nhượng bộ, chẳng phải là kẻ ngốc sao. Thẩm diệu khẽ mỉm cười, nghe nói nữ tử có thiện tâm thường dễ cảm thông với người khác, tĩnh phi nương nương lo lắng thần phụ cô đơn, muốn tìm tỉ muội làm bạn. Thần phụ thật cảm kích, tĩnh phi nương nương chắc cũng có lúc cô đơn chi bằng ngày sau mời vài tỷ muội đến trong cung ngồi chơi, chắc hẳn Tĩnh phi nương nương sẽ vui hơn nhiều. Tĩnh phi tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Thẩm Diệu đã khéo léo đáp trả, khiến Tĩnh phi đề nghị nàng mời tứ muội đến phủ, để nàng có nhiều tỷ muội trong hậu viện. Thẩm Diệu lập tức phản công, đề nghị Tĩnh phi cũng nên mời nhiều tỷ muội vào cung. Tĩnh phi oán hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nàng hiện đang được sủng ái. Nhưng nếu có thêm vài tỷ muội nghiêng nước nghiêng thành, nàng làm sao tự xoay sở được. Hiền đức hoàng hậu lập tức cười nói, nguyên lai Tĩnh phi muội muội cô đơn, ngày mai ta sẽ cùng bệ hạ nhắc đến chuyện này. Trong cung gần đây có chút vắng vẻ, đúng là nên thêm vài tỷ tỉ muội. Tĩnh phi hoảng hốt, vội vàng nói, không cô đơn, ta không cô đơn. Hiền đức hoàng hậu có địa vị vững chắc, thêm vài tỷ muội không ảnh hưởng, nhưng Tĩnh phi đang được sủng ái sợ bị chia bớt sùng ái. Thẩm diệu cảm kích hiền đức hoàng hậu biết thời thế, dù chỉ nói cho có, nhưng cũng nghiêm túc nói, tĩnh phi nương nương không nên từ chối, nếu đã săn sóc thần phụ, thần phụ cũng nên đáp lại. Như vậy, tĩnh phi ngược lại phải cảm ơn nàng. Một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía xa. Mọi người quay đầu nhìn, thấy Vĩnh Lạc Đế và Tạ Cảnh Hành đã đứng phía sau, bị rừng cây che khuất, không biết đã nghe bao lâu. Vĩnh Lạc Đế sắc mặt lạnh nhạt, không lộ hỉ nộ, chỉ nhàn nhạt nói: "Dựệ Thân Vương, người này tức phụ nhi, đúng là sinh một bộ nhanh mồm nhanh miệng." Hắn có vẻ không vui, có lẽ vì nghe được Thẩm Diệu và Hiển Đức Hoàng hậu đùa cợt Tĩnh phi. Tĩnh phi oan ức chạy đến bên Vĩnh Lạc Đế, bệ hạ. Tạ Cảnh Hành tiến tới, vỗ đầu Thẩm Diệu như khen ngợi một chú hổ trắng nhỏ, vui vẻ nói: "Kiều Kiều thật sự hiểu chuyện, biết quan tâm cảm xúc người khác." hắn nhìn vĩnh lạc đế nếu tĩnh phi muốn tỉ muội hoàng huynh nên đáp ứng trong cung lại không thiếu chỗ nuôi người không phận sự tĩnh phi lo lắng nhìn vĩnh lạc đế với vẻ điềm đạm đáng yêu thẩm diệu cảm thấy buồn cười tĩnh phi dương nanh múa vuốt nhưng lại thiếu đầu óc không biết rằng chính nàng đang bị trêu chọc vĩnh lạc đế làm sao lại sùng ái một nữ nhân như vậy vĩnh lạc đế nói ngươi còn muốn quản việc của trẫm Hoàng huynh phi tử không cũng là quản thần đệ vương phi sao? Tạ cảnh hành nhíu mày, nhìn tĩnh phi. Hắn tuấn Mỹ phong lưu, nhưng ánh mắt sắc bén, ngữ khí bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Hắn nói, tĩnh phi, ngươi nhất định phải để bản vương nghe ngươi tứ muội gảy đàn. Tĩnh phi dùng mình một cái. 197. Thế ra, tĩnh phi xưa nay ở trong cung hoành hành bá đạo quen rồi, tuy kiêu căng và thiếu suy nghĩ, nhưng không ai dám đối đầu với nàng. Hiền Đức Hoàng hậu thường ngày cũng chẳng muốn tính toán với nàng. Hôm nay, tĩnh phi không ngờ rằng mình lại bị thẩm diệu làm cho té ngã, hay nói đúng hơn là bị ngã tại Duệ Vương nơi này. Dù thẩm diệu có nhanh mồm nhanh miệng, tĩnh phi cũng có thể tìm cách buộc tội nàng, dù chỉ là tìm một tội danh nhỏ. Nhưng đối với Duệ Vương, nàng không thể đắc tội, khi duệ vương vừa trở về lũng nghiệp các triều thần dồn dập phản đối ngáng chân cho rằng hắn chỉ là một hỗn thế ma vương lười nhác ai ngờ chỉ sau hai năm những triều thần ấy lại nhìn hắn như chuột thấy mèo không dám trêu chọc cha của tĩnh phi cũng từng cảnh cáo nàng không được đối địch với duệ vương dù tĩnh phi ngông cuồng cũng không dám đối đầu với duệ vương vĩnh lạc đế còn không thể kiềm chế được hắn huống chi nàng chỉ là một phi tần nàng miễn cưỡng cười duệ vương điện hạ bận rộn đâu có thời gian nghe tứ muội gảy khúc thần thiếp sẽ giáo dục tứ muội mong duệ vương điện hạ đừng bận tâm bản vương không có công phu bận tâm tạ cảnh hành cười nắm vai thầm diệu vương phi cũng không có thời gian rảnh rỗi tĩnh phi rảnh rỗi thì hãy nghĩ cách giúp hoàng huynh phân yêu tĩnh phi cắn môi lúng túng nhìn vĩnh lạc đế vĩnh lạc đế sắc mặt chìm xuống Tạ cảnh hành lặp đi lặp lại việc nhục nhã phi tần của hắn khiến hắn không vui. Hắn lạnh lùng hỏi thẩm diệu, rưỡi vương phi, đây cũng là ý của ngươi. Thẩm diệu dịu dàng cúi đầu, thê theo phu cương. hiền đức hoàng hậu ngạc nhiên nhìn thẩm diệu, không ngờ nàng lại kiên cường đến vậy khi đối diện với vĩnh lạc đế. Sau đó, hiền đức hoàng hậu mỉm cười, lắc đầu. Vĩnh lạc đế nhìn thẩm diệu hồi lâu với ánh mắt hung ác nhưng thẩm diệu cúi đầu, như thể không thấy gì, ôn hòa cục mắt. Tạ cảnh hành kéo thẩm diệu, Hoàng Huynh nếu không có chuyện gì khác cần bàn giao, thần đệ xin cáo lui trước. Tân hôn yến ngươi, phu thê chúng ta còn nhiều việc cần làm. Thẩm diệu, vĩnh lạc đế nói, nhớ kỹ lời chậm nói. Tạ cảnh hành cười nhạt, ồ. Cái ồ của hắn nghe không giống như hắn để lời của vĩnh lạc đế trong lòng. Sau khi Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành rời đi, Vĩnh Lạc Đế tựa hồ cực kỳ không cao hứng, phẩy tay áo, bỏ đi mà không lý đến Hiền Đức Hoàng hậu và Tĩnh phi. Hiền Đức Hoàng hậu và Tĩnh phi hiểu rằng Vĩnh Lạc Đế đang nổi giận, nên không dám theo sau. Tĩnh phi nhìn Hiền Đức Hoàng hậu, nói: "Tỷ tỷ cùng duệ Vương phi tình cảm thật tốt, lúc nãy liên tiếp bênh vực nàng. Không biết, còn tưởng rằng hai người đã sớm quen biết." Duệ Vương Phi có tri thức hiểu lễ nghĩa, thông tuệ hiền minh, tự nhiên khiến người yêu thích, Hiền Đức Hoàng hậu mỉm cười nói. Tỷ tỷ đừng quên, nàng là người minh tề. Tĩnh Phi nói hằn học, người minh tề đến đại lương, ai biết đáy lòng nàng có tính toán gì. Tỷ tỷ nên cẩn thận, đừng để ngày sau chính mình cũng bị liên lụy. Nếu bệ hạ trách tội, tỷ tỷ cũng sẽ bị liên lụy. Nếu đã gả tới đại lương, chính là người đại lương tĩnh phi muốn hoài nghi thì cũng nên hoài nghi cả duệ vương phủ. Duệ vương phi cùng duệ vương là phu thê, chính là một thể, hiền đức hoàng hậu nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Tĩnh phi cười lạnh, tỷ tỷ vẫn thật giỏi nói, xem ra tỷ tỷ rất tin tưởng và đứng về phía duệ vương phi. Hiền đức hoàng hậu không tỏ rõ ý kiến. Nhưng làm sao bây giờ đây? Tĩnh phi đột nhiên cười, tỷ tỷ có thể giúp nàng một lúc, nhưng không thể giúp nàng cả đời. Duệ Vương Phủ sẽ không chỉ có một nữ nhân, dù tứ muội của ta không có cơ hội, rồi cũng sẽ có người khác có cơ hội. Nhìn hiền Đức Hoàng Hậu, Tĩnh Phi nói, bệ hạ rõ ràng không thích vị Duệ Vương Phi đó. Hiền Đức Hoàng Hậu đáp, việc trong Duệ Vương Phủ không phải chuyện mà chúng ta có thể nhúng tay vào. Duệ thân vương tự có chủ trương. Muội muội cũng không dám sung phong nhận việc, Tĩnh Phi cười nói, chỉ muốn khuyên tỉ tỉ một câu, tỷ tỷ không phải Bồ Tát, không phải ai cũng có thể giúp đỡ. Tỷ tỷ hôm nay có thể là dệ thân Vương Phi ngày mai. Nói xong, nàng đắc ý nghỉnh đầu, dẫn theo tỷ nữ rời đi. Nụ cười nhã nhặn trên khóe môi hiển đức hoàng hậu dần dần biến mất, trong ánh mắt lóe lên một vệt sầu lo. Trên xe ngựa, thẩm diệu hỏi, hoàng thượng đã nói gì với ngươi? Chỉ là một số việc triều đình vặt vánh, tạ cảnh hành đáp. Thẩm Diệu biết, nếu thật sự là việc vặt, Vĩnh Lạc Đế cũng không cố ý gọi Tạ Cảnh Hành đến nói chuyện. Nàng không cần nghĩ cũng có thể đoán được, nhất định có liên quan đến nàng. Hôm nay thái độ của Vĩnh Lạc Đế đã giải thích rõ ràng, hắn không thích Thẩm Diệu và không thích Tạ Cảnh Hành coi trọng nàng. Có lẽ vì thân phận của Thẩm Diệu quá dị ứng, hoặc cũng có thể Vĩnh Lạc Đế còn có lựa chọn tốt hơn. Thấy Thẩm Diệu im lặng, Tạ Cảnh Hành xoay đầu lại, bóp nhẹ má nàng nói hôm nay ngươi khiến ta nhìn bằng con mắt khác sự hung hãn đó thật sự không phải dễ thấy hung hãn thẩm diệu hỏi lại không phải sao tạ cảnh hành thở dài như hồi ức lúc trước tại minh tề khi ta thấy ngươi ở ngoạ long tự ta đã nghĩ thẩm gia cô nương hung hãn như vậy không biết thiếu gia nhà ai sẽ xui xẻo cưới phải nàng thẩm diệu bình tĩnh nhìn hắn ngươi có phải muốn cãi nhau không Tạ Cảnh Hành khóe môi nhếch lên, như vậy mới là người tạ gia của ta. Thẩm Diệu bị hắn chọc cười, nỗi bất an vì Vĩnh Lạc đế tan biến. Nàng hỏi, "Ngươi không nói với ta hoàng thượng đã nói gì, nhưng Tĩnh phi là ai?" Hoàng thượng dường như rất sủng ái nàng, nhưng ta nhìn không thấy gì đặc biệt. Tạ Cảnh Hành suýt nữa bật cười. Trước Tĩnh phi nói Thẩm Diệu không đặc biệt, giờ nàng trả lại, đúng là thù dai. Hắn nói, Tĩnh Phi là đích trưởng nữ của Lư tướng quân. Lư tướng quân, tương đương với Thẩm gia ở Minh Tề. Thẩm Diệu nhíu mày, hóa ra là gia đình nắm binh quyền, chẳng trách Vĩnh Lạc đế phải đặc biệt khoan dung. Đại Lương và Minh Tề không giống nhau. Minh Tề có ít võ tướng, Thẩm gia và Tạ gia mỗi bên giữ một nửa giang sơn. Đại Lương văn võ nổi danh, không quá bất công, võ tướng đông đảo, khó tập trung. Lư tướng quân là một trong những người nắm binh quyền đông đảo, nên Lư gia cũng làm càn. Tạ cảnh hành nói, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhìn thái độ của tĩnh phi trong hậu cung, có thể đoán Lư gia ở lũ nghiệp thế nào, thẩm diệu nói. Nữ nhân trong hậu cung thường đại diện cho gia tộc danh dự và thực lực. Gia tộc càng mạnh, họ càng không sợ hãi. Nếu chỉ dựa vào sùng ái, cũng không đủ. Giống như kiếp trước nàng, nếu không có thẩm gia, phó tu nghi cũng chẳng để ý đến nàng. Mi phu nhân cũng nhờ vào công huân và sắc đẹp, giành được vị trí cao. Nghĩ đến mi phu nhân, thẩm diệu bỗng thấy lo lắng. Kiếp trước, sau khi phó tu nghi đăng cơ, mi phu nhân đi hướng về tần quốc và xuất hiện. Kiếp này, phó tu nghi có thể không đông trinh, nhưng thẩm diệu đã đến đại lương, mi phu nhân liệu có xuất hiện không? Tạ cảnh hành không để ý thấy thẩm diệu thất thần, tán thưởng nói, không tệ. Tĩnh phi kiêu căng, lư ra làm càn, Hoàng Huynh có ý định chèn ép, nhưng phải từ từ. Không thể ngăn được sao? Thẩm diệu hỏi. Tạ cảnh hành lắc đầu, lư ra là người của tiên hoàng, tiên hoàng còn sót lại người, đã bị Hoàng Huynh thanh lý gần hết. Chỉ còn hai nhà võ tướng lư ra và văn thần diệp ra, hai nhà này căn cơ sâu, vây cánh đông đảo muốn nhổ tận gốc chỉ có thể tổn thương hoàng thất. Hoàng huynh không thể nóng vội, họ cũng biết rõ điều này nên không sợ hãi. Thẩm diệu nhạy bén nhận ra một chút bí ẩn. Tại sao tạ cảnh hành gọi tiên hoàng là tiên hoàng mà không phải phụ hoàng? Hơn nữa, nếu Lư và Diệp hai nhà là người của tiên hoàng, họ nên tận sức phụ tá vĩnh lạc đế mới phải. Vậy mà họ lại dã tâm bừng bừng, vĩnh lạc đế muốn chèn ép họ lẽ nào tiên hoàng không muốn vĩnh lạc đế thống trị quốc gia hay là lư và diệp hai nhà nổi lên dị tâm sau khi tiên hoàng qua đời thẩm diệu cảm thấy có điều gì đó mờ ám bỗng nhiên nàng thấy buồn cười tại minh tề thẩm gia và tạ gia bị hoàng thất đa nghi cật lực chèn ép đến đại lương gian thần lại hung hăng hoàng thất chỉ có thể từ từ đối phó hoàng hậu nương nương là người nhà ai thẩm diệu hỏi là người Kha gia, tạ cảnh hành đáp, Kha gia là sử quan xuất thân. Thẩm Diệu ngạc nhiên, sử quan nhẹ quyền, không có thực quyền, hoàng thượng chịu cưới sử quan trong nhà cô nương, còn lập làm hoàng hậu, đủ thấy rất yêu hoàng hậu nương nương. Tạ cảnh hành không tỏ rõ ý kiến. Nhưng mà, Thẩm Diệu nói, nếu trong lòng có hoàng hậu, tại sao lại để Tĩnh phi đối với hoàng hậu bất kính? Tĩnh phi dám đối xử như vậy với hoàng hậu? rõ ràng là do ảnh hưởng từ hoàng thượng. Nếu Vĩnh Lạc Đế thực sự yêu thương hoàng hậu, Tĩnh Phi sẽ không dám kiêu ngạo và vô lễ với hoàng hậu. Nhưng việc Tĩnh Phi dám ngang nhiên bất kính với hoàng hậu cho thấy Vĩnh Lạc Đế sẽ không trách mắng nàng. Nếu Vĩnh Lạc Đế không vì quyền thế mà cưới hoàng hậu, tại sao lại không thể đơn giản bảo vệ nàng? Tạ cảnh hành cười nhạt, hoàng huynh và ta không giống nhau. Lại tiếp tục vuốt tóc thẩm diệu, Hoàng Tẩu cũng không giống ngươi. Thẩm Diệu hất tay hắn ra, nói: "Vì vậy Lư gia tứ tiểu thư thật sự luyến mộ ngươi sao?" Tạ Cảnh hành giật mình, rồi bật cười, "Ngươi còn đang ghen à?" Nhưng có một điều rất kỳ lạ, Thẩm Diệu tự nhủ, nếu Lư gia muốn nắm giữ triều chính hoặc có dã tâm, đã đưa một người con gái tiến cung, mục đích đã đạt được, thì tại sao lại muốn đưa thêm một cô nương nữa? Hơn nữa, Thẩm Diệu nhìn hắn dù có đưa tại sao lại tặng cho ngươi ngươi chỉ là duệ thân vương không phải hoàng thượng lư gia nữ nhi không nhất thiết phải khống chế tất cả hoàng thất huynh đệ nàng vừa nhấc mắt lên liền sững sờ tạ cảnh hành nhìn nàng sâu sắc trong ánh mắt có điều gì đó mà nàng không hiểu được trước khi nàng kịp hỏi tạ cảnh hành đã kéo nàng vào lòng ôm chặt eo nàng và chôn đầu vào vai nàng Giọng nói trầm thấp và mỉm cười oán giận vang lên bên tai Thẩm Diệu, "Nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ không còn bí mật nào trước mặt ngươi." "Bí mật?" Thẩm Diệu trong lòng hơi động, "Nàng nói đúng điều gì sao?" "Ngươi đối với ta còn có bí mật?" Nàng cố ý hỏi. "Ngươi đối với ta không cũng có bí mật." Tạ Cảnh hành đáp. Nàng im lặng, Tạ Cảnh hành buông tay ra, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, khóe miệng nở nụ cười. Ánh mắt kiên định làm nàng thở không nổi. Hắn nói, muốn trao đổi không? Bí mật của ta đổi lấy bí mật của ngươi. Thẩm Diệu trong lòng chấn động mạnh, nhưng nàng phản ứng nhanh, quay đầu đi và nói, bí mật của ngươi ta không muốn biết. Tạ Cảnh Hành ồ một tiếng, cười, ngươi có thể tự mình tra ra bí mật của ta, đúng không? Thẩm Diệu quay đầu lại, nhìn hắn không nói. Tạ Cảnh Hành lười biếng nói, bí mật của ta ngươi có thể tự tra. Bí mật của ngươi, ngươi nghĩ ta có biết không? Thẩm diệu trong nháy mắt cảm thấy bối rối. Nàng có bí mật, kiếp trước là một bí mật. Nhưng nàng không dám nói với ai, dù là thẩm khâu, thẩm tín, la tuyết nhạn, nàng đều giữ yên lặng không dám tiết lộ. Không chỉ vì sợ bị cho là điên, mà còn sợ không ai tin tưởng, sợ bị nhìn bằng ánh mắt khác thường. Quá ngu ngốc và nhu nhược, hại chết con cái và người nhà, họ có trách nàng không? Thẩm Diệu không dám thử. Nếu Tạ Cảnh Hành biết nàng từng gả cho Phó Tu Nghi, từng giúp Phó Tu Nghi giành Giang Sơn, hắn sẽ nghĩ thế nào? Thẩm Diệu từng cho rằng người khác nghĩ gì về mình không quan trọng. Nhưng giờ nàng sợ, sợ Tạ Cảnh Hành sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt kẻ địch. Tạ Cảnh Hành thấy nàng thay đổi thân sắc, ánh mắt sâu thêm, nhưng trầm thấp thở dài, lại ôm nàng vào lòng ta không thích ép buộc, nếu ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Hắn nói, nhưng đừng để chúng ta đợi quá lâu. Trở lại duệ thân vương phủ, tạ cảnh hành nhanh chóng lại đi ra ngoài. Hắn lúc nào cũng có nhiều việc, thẩm diệu cũng không hỏi tới. Bây giờ nàng còn chưa hiểu rõ tình hình đại lương, những lời tạ cảnh hành giải thích về lưu diệp hai nhà trên xe ngựa làm nàng nhận ra đại lương và minh tề không khác biệt nhiều. Tuy ngoài mặt là dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh thế, nhưng bên dưới là sóng ngầm cuồn cuộn, sợ rằng chỉ nhiều không ít. Thậm chí vì đại lương lớn hơn, người có dã tâm cũng nhiều hơn. Vĩnh Lạc Đế và Tạ Cảnh Hành đối với cha mình cũng thái độ rất kỳ quái, chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Thẩm Diệu nhớ lại lúc trước ở Minh Tề, khi mới quen Tạ Cảnh Hành, hắn nhiều lần tìm kiếm thứ gì đó. Tại tướng quân phủ thậm chí gặp nàng trong từ đường với một đống lửa lớn tại mật thất dự thân vương phủ tạ cảnh hành và cao dương cũng bắt được thứ gì đó nhưng đó là thứ gì thẩm diệu từng nghĩ là binh phòng đồ nhưng giờ cảm thấy không phải binh phòng đồ không thể để ở tướng quân phủ và mật thất dự thân vương phủ hiện tại nàng vẫn chưa biết được đó là gì nghĩ tới nghĩ lui thẩm diệu lại nghĩ đến chuyện khác bùi lang theo tạ cảnh hành binh mã đội đến đại lương để tránh né phó tu nghi đuổi bắt lưu huỳnh cũng đi cùng dễ thu xếp nhưng bùi lang kiêu ngạo tự mãn trước đây vì lưu huỳnh mới làm việc cho nàng nhưng bị phó tu nghi nghi ngờ bùi lang liều mình bảo vệ nàng khiến thẩm diệu lần này không còn lý do không nhờ hắn giúp đỡ cuối cùng thẩm diệu quyết định đi gặp bùi lang phòng bùi lang được sắp xếp ở phía đông cuối cùng của duệ thân vương phủ hoàn cảnh khá tốt. Duệ thân vương phủ rất lớn, có nhiều viện tử riêng biệt. Đã được đãi ngộ tốt, nhưng không biết cố ý hay vô tình, lại ở xa nhất so với nơi ở của Thẩm Diệu. Thẩm Diệu đến sân Bùi Lang, thấy hắn đang chơi cờ trong viện, bên cạnh có hai thị nữ thanh y, đều xinh đẹp. Hai người thỉnh thoảng châm trà cho Bùi Lang, ánh mắt rơi vào hắn, tuy khắc chế nhưng vẫn có ý vị không tên bức tranh trước mắt khiến thẩm diệu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nàng dừng bước, nhìn từ xa, trong đầu nhớ lại những chuyện kiếp trước. Kiếp trước, bùi lang tài học vô hạn, cuối cùng được phó tu nghi sau khi đăng cơ phong làm quốc sư. Bùi lang bản thân tuấn tú, thanh cao, mỗi khi mặc bộ thanh y, với dáng vẻ khiêm tốn nhưng không tranh đua, thực sự toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Các triều thần đều hiểu rằng hắn rất được phó tu nghi tín nhiệm, không ai dám đối địch, Bùi Lang tại Minh Tề rất nổi tiếng. Tuy nhiên, hắn lại rất trẻ trung, dung mạo tuấn tú. Phó Tu Nghi từng cố gắng ban tặng các thiên kim đại thần làm thê tử cho hắn, nhưng Bùi Lang khéo léo từ chối. Thiên tài như hắn, có lẽ cũng có tính cách riêng, không muốn bị sắp đặt. Thẩm Diệu khi chưa đi làm con tin ở tần quốc, quan hệ với Bùi Lang không tệ, từng hỏi hắn có thích ai không. Khi đó Bùi Lang đã trả lời thế nào? Thẩm Diệu có chút hoảng hốt. Bùi Lang nói: "Nương nương, thần chí không ở đây." Câu nói đó nhìn như trái ngược, nhưng thực sự thể hiện rõ thái độ của Bùi Lang. Bùi Lang rất lý trí, khi giúp Phó Tu Nghi đưa ra quyết định, bất kỳ yếu tố tình cảm nào có thể ảnh hưởng đều bị hắn loại bỏ để đảm bảo kết quả. Cho đến trước khi Thẩm Diệu chết ở kiếp trước, Bùi Lang vẫn độc thân chưa từng nghe nói hắn có ai trong lòng. Hiện tại, thấy Bùi Lang đứng cùng hai cô gái, Thẩm Diệu có chút hoảng hốt. Dù ở Quảng Văn Đường, Bùi Lang cũng từng dựa vào phong thái của mình mà thu hút một đám nữ học sinh, bây giờ, tuổi vừa đúng thời, càng khiến người khác nghĩ đến. Khi Thẩm Diệu nghĩ vậy, thị nữ đang phe phẩy quạt đuổi bướm quanh Bùi Lang nhìn thấy nàng, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vội vàng hành lễ. Nô tỳ gặp vương phi một thị nữ khác cũng mau chóng hành lễ bùi lang ngẩng đầu lúc này mới thấy thẩm diệu thẩm diệu mỉm cười tiến tới nói với hai thị nữ các ngươi lui xuống đi thị nữ nhìn bùi lang với ánh mắt khó xử bùi lang phẩy tay hai thị nữ mới theo lời lui ra thẩm diệu nhìn theo bóng lưng thướt tha của họ trong lòng bỗng nổi lên ý muốn trêu chọc bùi lang hiếm khi thấy bùi tiên sinh phong lưu như vậy có hồng tụ thiêm hương làm bạn ánh mắt hai thị nữ khi nhìn bùi lang có chút không che giấu được nhớ nhung. Bùi lang lắc đầu, cười khổ một tiếng, nhưng không cãi lại. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hai thị nữ này là do duệ vương phủ phái đến, nếu là trước đây, gặp phải hạ nhân không hề che giấu như vậy, bùi lang nhất định sẽ tìm cách đuổi đi. Nhưng nơi này không phải minh tề, đối phương cũng không phải hạ nhân của mình, không biết có phải ý của tạ cảnh hành hay không, dù không thích Bùi Lang cũng phải nhịn xuống. Nhìn Thẩm Diệu dường như không bị ảnh hưởng, Bùi Lang trong lòng không nhịn được cảm thấy hơi chua xót. Tiên sinh đi theo ta tới Đại Lương, vốn là hành động bất đắc dĩ. Thẩm Diệu nói, bây giờ không rõ ràng cục diện, sau này tiên sinh có tính toán gì? Nàng dừng lại, lúc trước chuyện của Lưu Huỳnh là ta ép tiên sinh, tiên sinh không phải bất đắc dĩ, liên lụy tiên sinh xa xứ, thật sự hổ thẹn. Nếu tiên sinh muốn rời đi, cũng có thể. Nghe vậy, Bùi Lang hơi kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu. Cho tới nay, Thẩm Diệu đối diện hắn đều có một loại khí chất lẽ thẳng khí hùng. Từ khi dùng lưu huỳnh uy hiếp hắn, Bùi Lang đã mơ hồ nhận ra Thẩm Diệu có một tâm tình sáu rượu với hắn, như là địch ý, nhưng lại không chỉ là địch ý. Bùi Lang cũng từng nghi ngờ và điều tra kỹ, nhưng cuối cùng vẫn không biết gì. Lúc này, đối mặt Thẩm Diệu, Địch ý đó không còn. Như thể nàng đã buông bỏ điều gì, trở nên ôn hòa, lại khiến Bùi Lang có chút thất vọng. Như thể điều đặc biệt nào đó sẽ tan biến cùng với sự buông bỏ của nàng. Thẩm Diệu nhìn Bùi Lang, trong lòng cảm thấy xúc động. Nàng từng định nghĩa Bùi Lang là người nợ nàng rất nhiều, nhưng khi Tạ Cảnh Hành nói Bùi Lang bị giam trong địa lao của Phó Tu Nghi, nhận hết tra tấn mà không khai ra nàng, một số việc nhìn nhận lại thay đổi. Phó Tu Nghi trừng phạt phản bội rất tàn nhẫn, trong tình huống đó, Bùi Lang không khai ra nàng, Thẩm Diệu không biết phải cảm thấy gì. Nghĩ lại, nàng oán hận Bùi Lang, vì Bùi Lang từ đầu đến cuối đứng về phía Phó Tu Nghi. Khi Phó Tu Nghi hại Thẩm ra, Bùi Lang chọn khoanh tay đứng nhìn, thậm chí khi Phế Thái tử cũng không đứng về phía Phó Minh, và khi Huyền Du hòa thân, cũng không ngăn cản. Nhưng trên đời này, có người giúp đỡ là tình cảm không giúp là bổn phận bùi lang và nàng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ nhau đến kiếp này bùi lang không còn là người của phó tu nghi thậm chí trở mặt thành thù không còn lý do để nhờ vả vậy nên những oán hận đó không còn cần phải kiên trì báo thù phải dựa vào chính mình oán hận hay giận dỗi đều vô ích bùi lang ấn xuống nỗi thất vọng trong lòng nói ngươi ngày sau có tính toán gì thẩm diệu ngẩn ra ta bùi lang ánh mắt trở nên sáng rõ như trở lại hình ảnh vị quốc sư cơ cảnh vô song duệ thân vương phủ này không hẳn vững chắc như bề ngoài nghĩ đến đại lương hoàng thất cũng có những biến số tồn tại hắn nhìn thẩm diệu dù đại lương hoàng thất không liên quan đến ta duệ thân vương phủ có thể tự vệ nhưng con đường của ngươi chưa chắc sẽ thuận lợi thẩm diệu nhíu mày đúng vậy tiên sinh nói những thứ này ta có thể giúp ngươi. Bùi lang nói. Thẩm diệu ngạc nhiên, tiên sinh. Ta không phải kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng có chút khả năng. Lưu Huỳnh và ta đều dựa vào ngươi mà tại đại lương đặt chân, chỉ có ngươi càng tốt, bước chân vững chắc, chúng ta mới sống tốt. Vì lợi ích của bản thân, ta phải giúp ngươi. Ta muốn ở lại dưỡi thân vương phủ. Hắn dừng lại, nếu có thể để ta tham gia vào chiều sự đại lương, hoặc giúp ngươi bày mưu tính kế càng tốt hơn trầm mặc một lúc thẩm diệu nói bùi tiên sinh ngươi đã nghĩ kỹ ngươi không nợ ta gì cả không cần thiết đem cuộc đời mình buộc vào ta không cần dựa vào ta với bản lĩnh của ngươi ngươi cũng có thể sống tốt những lý do đó không cần nói ngươi không phải người theo đuổi danh lợi bùi lang thầm cười khổ thẩm diệu dường như hiểu rõ hắn hơn cả chính hắn ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao lại có chấp niệm như vậy, nhưng vẫn cố chấp không muốn cắt đứt quan hệ với nàng. Hắn nói, sự lựa chọn của ta là như vậy. Thẩm diệu hít một hơi sâu, định mở miệng, thì thấy kinh chập từ ngoài bước vào, cầm một thiệp mời trang sức tinh xảo, phu nhân, thiệp mời yến tiệc mới tới, mời duệ thân vương phi. Nô tỳ đã nhận, mời phu nhân xem. Thẩm diệu vừa tới đại lương, đã có người gửi thiệp mời, đây là lần đầu nàng xuất hiện trong giới quý phu nhân lũng nghiệp đối phương hiển nhiên có ý đồ riêng nàng hỏi thiệp mời của ai lũng nghiệp tướng quân phủ lư phu nhân gửi thẩm diệu ngừng lại văn diệp gia võ lư gia hai đại thế gia của đại lương cùng hoàng thất có quan hệ sáu diệu quả thật là lai giả bất thiện phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn